Chào các bạn, các bạn đang nghe truyện Người mẹ vị thành niên, tác giả Thiên Tập, tại truyện audio Lê Duy Như Lê. Tập 10. Lâm Duyệt mới tròn mắt, thế này mới phát hiện người ta là muốn kéo dây an toàn giúp. Nàng lại hiểu nhầm ý người ta. Ông trời, thật sự là dọa người nha. Sắc mặt nháy mắt ửng hồng một mảnh. Xấu hổ, liếc qua Diệp Tường Phi một cái, phát hiện trên mặt hắn lại xuất hiện cái biểu tình tự tiếu phi tiếu này. Vừa thẹn, vừa giận, trừng mắt nhìn hắn. Sau đó đem tầm mắt hướng ngoài cửa sổ lảng tránh đi. Nhớ tới Bảo Tiêu kim nhân viên giám thị do Mạc Lạc Nghị phàm phái ở bên cạnh nàng còn canh giữ ở ngoài cửa công ty. Vì không muốn bị đối phương phát hiện, Lâm Duyệt thoáng đè thấp thân mình, xe an toàn mà ra khỏi bãi đổ xe bon bon chạy. Thật lâu sau khi xuyên qua dòng xe cộ, Diệp Tường Phi rút cuộc đem xe chạy vào một khu nhà ở cao cấp của giới thương nhân, dừng lại trước một tòa biệt thự sang trọng. Diệp Tường Phi chần chừ một lúc lâu mới xoay người nhìn Lâm Duyệt nói: đem thùng đồ đưa vào đi thôi. Cái gì? Đưa cho ai? Lâm Duyệt khó hiểu nhìn ngôi nhà xa qua, rồi lại nhìn sang Diệp Tường Phi sắc mặt đang dị thường ám đạm, tò mò hỏi. Đưa cho người ở bên trong, tự tay giao cho cô ấy. Diệp Tường Phi ngắn gọn phân phó, thấy nàng vẫn đang sững sờ, rứng người giúp nàng mở cửa xe, không nhiều lời mệnh lệnh cho nàng xuống. Đã biết. Lâm Duyệt cuống quýt chui ra khỏi xe, đem hộp giấy nhỏ để phía sau xe đến phía trước cánh cửa sắt, bấm chuông cửa. Không lâu, có một người đàn ông lớn tuổi tiến ra mở cửa, kéo cánh cửa sắt lớn ra. Khi nhìn thấy Lâm Duyệt, sắc mặt ông ta nháy mắt biến thành cả kinh, trông rất giống như nhìn thấy quỷ dữ vậy. Đại thúc, bộ dáng của tôi đáng sợ đến vậy sao? Lâm Duyệt ha ha cười nói: Đáng sợ. Lão quản gia run rẩy lẩm bẩm, sau đó nhìn thấy chiếc xe ở phía sau, lễ phép gật đầu hô: thiếu gia tốt lành. Diệp Tường Phi nhàn nhạt ừ một tiếng, ý bảo ông ta dẫn Lâm Duyệt đi vào. Lão quản gia đang ngây ngốc gật đầu một cái, xoay người hướng trong phòng đi đến. Lâm Duyệt gắt gao theo ở phía sau ông ta, đánh giá tòa nhà này trông có vẻ không quá lớn, nhưng bởi vì khan hiếm hơi thở của người mà trông có vẻ như rất lớn. Biết vậy nên trong lòng có chút hoảng hốt. Lão quản gia đi ở phía trước, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: giống, quá giống. Đại thúc, tôi giống cái gì nha? Nữ quỷ. Nhìn biểu tình của lão quản gia, rõ ràng như là phản ứng khi nhìn thấy nữ quỷ. Tuy rằng bộ dáng của nàng không có gì đặc biệt hơn người, nhưng cũng không có khác người nha. Thế nào liền đem người ta dọa thành như vậy chứ? Lão quan gia không có trả lời vấn đề của nàng, chẳng qua là lắc đầu một cái, miệng vẫn như cũ, lắm bà lắm bẩm. Xuyên qua đại sảnh lầu 1 là đến lầu 2, lại đi qua một cái hành lang gấp khúc, rốt cục lão quan gia dừng lại ở trước cửa một căn phòng khép kín, quay lại hướng Lâm Duyệt nói: vào đi thôi. Bên trong là ai vậy? Lâm Duyệt vốn đã bị không khí chung quanh dọa cho hơi sợ, nơi này thần bí như vậy càng khiến cho người ta sợ hãi nha. Lão quan gia chỉ lắc đầu, vẫn không có trả lời vấn đề của nàng, xoay người lui về phía sau. Để một mình ở lại nơi này? Lâm Duyệt tức giận nghĩ, dù sao đưa xong mấy thứ này nọ rồi sẽ đi cũng không có việc gì. Nhẹ nhàng nâng tay lên trên cánh cửa gỗ gõ vài tiếng, sau khi không thấy đáp lại, dương tay khẽ xoay chốt cửa, đẩy cửa đi vào. Trong phòng ánh sáng thật mờ ảo, rèm cửa sổ cơ hồ đem toàn bộ ánh sáng bên ngoài che lấp hết. Lâm Duyệt dè dặt cẩn trọng hướng phòng trong đi đến, nhẹ giọng hỏi: có người sao? Hỏi hai tiếng, không ai để ý tới nàng, như thế lại hướng bên trong đi thêm một chút. Trong phòng ngủ trên giường lớn, có một người nằm, xem hình thể hẳn là một nữ nhân. Lâm Duyệt nuốt nước bọt, đứng cách hai thước, thò người ra nhìn cô gái đang ngủ trên giường, nhỏ giọng kêu: bác à, dì ơi, chị dì ơi, tiểu thư,
Tôi là người do Diệp Tổng phái tới đem đồ cho ngài. Đồ tôi để ở đây, tôi đi trước ha. Bởi vì ánh sáng quá mờ, nàng nhìn không rõ diện mạo và tuổi của nữ tử, đành gọi một lượt. Người trên giường vẫn như cũ không hề động tĩnh. Lâm Duyệt trong lòng giật mình. Hay là chết rồi? Nhìn ngực cô ấy, rõ ràng đều còn phập phồng nha. Bị lòng hiếu kỳ thôi thúc, Lâm Duyệt do dự mà hướng bên giường sát lại, gần gũi quan sát nữ tử. Mơ hồ nhìn thấy, lộ ra bên ngoài chiếc chăn là một khuôn mặt còn trẻ, xinh đẹp nữa. Hơn nữa, phanh một tiếng vang lên, là thanh âm thân mình Lâm Duyệt ngã xuống đất nằm trên thảm nhà. Trời ạ, là nàng bị ảo giác sao? Vì sao nàng lại thấy được người kia có bộ dạng giống y hệt nàng á? Làm sao có thể? Nàng căn bản không biết người này nhá. Vì muốn biết rõ ràng chân tướng, Lâm Duyệt giãy dụa từ trên đất bò lên, nghiêng ngã, chao đảo, chạy vội tới cửa sổ phía trước. Xoạt xoạt một tiếng, đem toàn bộ rèm cửa sổ kéo ra. Ánh mặt trời chói mắt trong chốc lát xuyên qua cửa sổ xoáy vào, chiếu sáng từng ngóc ngách của phòng ngủ, cũng chiếu vào khuôn mặt tuổi trẻ xinh đẹp như hoa của cô gái đang nằm trên giường kia. Đúng vậy, khuôn mặt kia giống nàng như đúc, chẳng qua là sắc mặt so với nàng tái nhợt hơn chút, đôi mắt khép chặt có lẽ đã bị ánh mặt trời kích thích. Một lúc sau, hé hé mở ra, ánh mắt yếu ớt trừng trừng nhìn ở trên người Lâm Duyệt. Tự như không chút ngạc nhiên, nhẹ nhàng mà nhếch khóe môi lộ ra một nụ cười chua xót, gian nan mở miệng. Rốt cuộc cô cũng đến đây. Trong đầu Lâm Duyệt ầm ầm một tiếng chấn động. Điều đầu tiên mà nàng nghĩ đến là nữ nhân này nhất định là mẹ của Tiểu Thư Tình, vợ trước của Mạc Lạc Nghị Phàm. Cuối cùng nàng cũng biết Mạc Lạc Nghị Phàm vì sao lại nhận sai người. Nàng luôn đoán nữ nhân đó rõ ràng vẫn còn đang tồn tại. Không biết vì sao, trái tim kỳ lạ lại nhói đau một chút. Vì sao cô ấy lại nằm ở nơi này? Vì sao bộ dáng của nàng và cô ấy lại giống nhau như vậy? Lâm Duyệt có cảm giác đầu mình sắp nổ tung mất thôi. Cô làm sao vậy? Bị tôi dọa ngã sao? Cô gái kia nhìn nàng hỏi, trên mặt có chút nhanh nhẹn cùng hoạt bát, thậm chí còn có nụ cười xấu xa như kiểu đang đùa dai. Cô là yêu hay là ma? Lâm Duyệt lặng lặng hỏi. Vì sao cô ta giống như có quen bản thân mình? Vì sao biểu tình của cô ta có thể thông dong như vậy? Tôi gọi là Diệp Giai, không là yêu cũng không phải ma. Nữ tử ôn nhu cười nói, trên mặt thần sắc bệnh tật nhất thời tiêu thất không ít. Nhìn Lâm Duyệt rồi nói tiếp. Tôi nghe Tường Phi nói có một cô gái bộ dạng giống tôi như đúc. Tôi cầu anh ấy thật lâu mới cho tôi thấy được cô đấy. Diệp Giai? Tôi không biết cô. Tôi lớn hơn cô 2 tuổi, có lẽ là chị gái thất lạc của cô nha. Diệp Giai tủm tỉm cười, nhìn nàng. Cho dù là chị em ruột, cũng không có khả năng giống như vậy chứ. Lâm Duyệt thấp giọng lẩm bẩm, lập tức nhìn chằm chằm cô ấy hỏi. Chị làm sao có thể ngủ ở nơi này? Người thân của chị đâu? Nghe câu sau, vẻ mặt Diệp Giai tối sầm lại, trầm ngâm một lúc rồi mới nhàn nhạt mở miệng. Tôi đã quên. Quên? Lâm Duyệt lại lần nữa kinh ngạc hét lên. Diệp Giai khẽ gật đầu một chút. Đúng vậy, tôi quên rất nhiều việc. Chị cũng không nhớ rõ bản thân có một người chồng và con gái. Lâm Duyệt khẩn cấp hỏi. Mỗi một câu nói đều cảm thấy trong lòng bản thân đang nhỏ lệ, không hiểu sao lại thương cảm như vậy. Diệp Giai lặng yên nhìn nàng, trong đầu lại lần nữa hiện ra một thân ảnh anh tuấn xuất khí. Nam nhân kia luôn xuất hiện ở trong mộng, lại thấy không rõ khuôn mặt, chẳng lẽ là chồng của cô sao? Diệp Tường Phi từng đã nói qua cô có yêu một người, xuất thân từ xã hội đen, cũng là sát thủ của thương giới. Cô vẫn luôn tưởng rằng đây là lý do bịa đặt để nhốt cô lại đây. Lâm Duyệt cư nhiên cũng nói cô có chồng và con gái. Vậy đó đều là thật sao? Cô lắc lắc đầu, ảm đạm nói. Tôi không nhớ rõ. Nhưng là hắn lại đang tìm chị đã 2 năm rồi. Lâm Duyệt cả giận nói. Nhớ tới Mạc Lạc Nghị Phàm luôn thân tình với bản thân mình. Trong lòng liền khổ sở thay hắn.
Lâm tiểu thư, thiếu gia ở bên ngoài kêu ngài. Lão quản gia vừa mới biến mất không biết khi nào đã trở về. Dương Dòng nhắc nhở nói, bỏ qua sự cố ý ở đây đánh gãy cuộc đối thoại của hai người. Diệp Giai rất rõ ràng, Diệp Tường Phi không thích cô đi hỏi quá nhiều về chuyện tình trong quá khứ. Cho dù trong lòng có thiệt nhiều nghi vấn, nhưng lại vẫn không dám hỏi ra lời. Thật vất vả mới có thể tiếp xúc với một người bên ngoài, cô cứ như vậy mà để mất cơ hội sao? Cảm giác được lão quản gia đang ở hướng bên này đi tới, tim Diệp Giai đập mạnh, nhìn Lâm Duyệt suy yếu hỏi. Chồng của tôi, tên gọi là gì? Lâm tiểu thư, xin theo tôi đi ra ngoài đi. Lão quản gia đi đến, cung kính không thất lễ, nghiêm khắc nói. Đối với Lâm Duyệt làm tư thế mời đi. Hắn gọi. Lâm Duyệt bị lão quản gia cường ngạnh mời đi ra ngoài, chỉ tới kịp nói ra hai chữ như vậy. Ở trong ánh mắt nghi hoặc của Diệp Giai rời đi. Cửa phòng lại lần nữa bị lão quản gia đóng lại. Lâm Duyệt muốn biết rõ ràng chân tướng, đứng ở trước cửa thật lâu, không muốn đi. Nàng không nghĩ ra là vì sao Diệp Tường Phi lại muốn dẫn nàng tới nơi này, là vì sao không cho nàng cùng Diệp Giai nói chuyện. Thậm chí nàng đều còn chưa kịp đem đồ gì đó do Diệp Tường Phi giao phó nàng đưa cho Diệp Giai, đã bị lão quản gia mời đi ra ngoài. Trở lại trên xe, Lâm Duyệt một mặt nghi hoặc nhìn về phía Diệp Tường Phi. Rõ ràng là đang đợi hắn nói cho nàng biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Diệp Tường Phi lại không có ý mở miệng nói chuyện. Cứ vậy mà rời đi biệt thự xa hoa này. Hắn biết Lâm Duyệt nhất định sẽ hỏi. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Sắc mặt Lâm Duyệt vẫn đang một mảnh trắng bệch. Chưa thoát khỏi khiếp sợ để hoàn toàn khôi phục lại. Nàng gắt gao bắt lấy tay Dịnh, nghiêng đầu nhìn chầm chầm Diệp Tường Phi hỏi. Chị ấy rốt cuộc là ai? Diệp Tường Phi trầm ngâm một lát, khẽ mở miệng lạnh nhạt. Không nên hỏi tôi về chuyện của cô ấy. Tôi sẽ không nói cho cô biết. Vậy vì sao anh muốn dẫn tôi đến nơi này? Anh cho tôi biết sự tồn tại của chị ấy, cũng không cho tôi biết chị ấy là ai. Vì sao vậy? Gia Gia cầu tôi, nói cô ấy muốn nhìn cô một chút. Như thế tôi liền mang cô đến đây. Diệp Tường Phi nói thật nhẹ nhàng mà bâng quơ, giống như chuyện này không có liên quan đến Lâm Duyệt vậy. Giống như Lâm Duyệt không có ý nghĩa gì với hắn. Nhưng là anh cũng không có hỏi qua tôi có đồng ý hay không. Lâm Duyệt chán nản, hướng hắn rống lớn. Dừng xe! Tôi muốn anh dừng xe! Diệp Tường Phi đem tay lái chuyển sang một bên, dừng ở gian đường. Bởi vì sắc trời đã gần tối, căn bản nhìn không rõ lắm kiến trúc bốn phía. Thậm chí Lâm Duyệt không biết nơi này là chỗ nào. Hiện tại nàng cũng căn bản không có tâm tư đi để ý tới việc khác, vừa dội vừa tức đối với Diệp Tường Phi nói. Anh làm sao có thể khơi mào lòng tốt của tôi xong dùng bộ dáng này để báo đáp tôi? Diệp Tường Phi, anh vì sao không nói rõ ràng cho tôi biết? Bộ não suy nghĩ có một hồi cư nhiên lại có thể tuôn ra một tràng lưu loát đến như vậy, còn rất đúng ý hợp tình nha. Có lẽ người đang sốt ruột đều như vậy đi. Dù sao chuyện này cũng rất kỳ quái, rất dọa người. Thật xin lỗi, tôi quả là không có suy nghĩ đến cảm thụ của cô. Diệp Tường Phi khẩu khí nhẹ nhàng nói. Lúc trước khi lần đầu nhìn thấy Lâm Duyệt, hắn cũng sợ ngay người. Chính là hắn đem cảm xúc che giấu tương đối tốt mà thôi. Chị ấy kêu Diệp Giai, cùng họ với anh, chẳng lẽ là em gái của anh sao? Lâm Duyệt dè dặt, cẩn trọng hỏi. Cố gắng làm sao cho thật khéo, bọn họ có quan hệ gì? Diệp Tường Phi gật đầu một cái, lập tức lạnh nhạt. Bất quá không phải là do bố mẹ tôi thân sinh. Đó là ai sinh? Diệp Tường Phi lại lần nữa trầm mặt, chẳng qua chỉ lặng lặng nhìn dãy xe cộ ở phía trước. Trong lòng cũng là một trận mãnh liệt mờ ảo. Lâm Dược thấy hắn cái gì cũng không chịu nói, gấp đến độ muốn biết ngay chân tướng, hét lên. Chị ấy bị bệnh gì? Vì sao lại nằm ở nơi đó? Mọi thứ của chị ấy đâu? Chồng của chị ấy đâu? Chị ấy... Diệp Tường Phi tức giận cầm chặt cánh tay của nàng, đem nàng mang tiếng trong lòng, cúi đầu hung hăng hôn lên cánh môi lải nhải liên hồi của nàng. Lâm Duyệt không dự đoán được hắn hành động như vậy, cả kinh trừng lớn hai tròng mắt, chăm chăm nhìn vào mắt hắn. Diệp Tường Phi hôn nàng, uất giận trên khuôn mặt khí xuất tán đi,
chỉ còn lại một mảnh là ôn nhu, khẽ nhắm mắt lại, cảm thụ được vị ngọt từ môi nàng. Chỉ tới khi một giọt chất lỏng ấm áp xẹt qua môi hắn, hắn nếm phải vị mặn ẩm ướt mới mở mắt ra, đến cuốn quýt buông nàng. Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt trong màn đêm, cư nhiên có chút hoảng hốt. Nước mắt Lâm Duyệt tựa như dở đê, vẫn chảy không ngừng, chảy xuống thấm ướt cả áo. Vì sao lại khóc? Một bàn tay Diệp Tường Phi nâng cầm nàng lên, tay kia thì thay nàng lau đi nước mắt trên mặt. Tôi không biết. Lâm Duyệt ngẹn ngào lắc đầu. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy lòng thật đau, đau đến mức hô hấp đều cảm thấy thật khó khăn. Là vì Diệp Tường Phi đột nhiên hôn nàng sao? Nàng biết căn bản không phải như thế. Lúc này nàng đâu còn có tâm tư đi so đo việc này. Cảm giác trong lòng đột nhiên trong lúc này vô cùng hụt hẫng. Vợ lạc mất của Mạc Lạc Nghị Phạm, mẹ đẻ của Tiểu Thư Tình. Chị ta cư nhiên đã xuất hiện, mà cái hư danh bị hiểu lầm của nàng rốt cục có thể tự do thoát khỏi một loạt những chuyện kỳ lạ này. Không phải hẳn là nên cảm thấy vui vẻ sao? Vì sao trong lòng lại khó chịu như vậy? Vì sao lại muốn khóc? Diệp Tường Phi đột nhiên mở miệng. Diệp Giai bị người ta hạ độc, bị bệnh, mất đi một ít trí nhớ. 2 năm trước bắt đầu ở nơi này tĩnh dưỡng. Lâm Duyệt ngừng nước mắt, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn, há mồm cứng lưỡi. Hạ độc? Cái gì độc? Một loại có thể làm cho người ta mất đi trí nhớ, sau đó từ từ chết đi. Diệp Tường Phi gắt gao nắm tay lái, cắn răng oán hận nói ra những lời này. Rồi trầm ngâm một lát, do dự nửa ngày mới mở miệng. 3 năm trước đây, Diệp Giai bị một sát thủ hách đạo bắt cóc. 1 năm sau, khi tôi tìm được cô ấy đã bị trúng độc. Nhất định là tên sát thủ kia kê đơn cho cô ấy. Không có khả năng là hắn. Lâm Duyệt mau miệng kiên quyết nhìn hắn. Mạc Lạc Nghị Phàm yêu vợ như vậy, làm sao có thể hạ độc cô ấy? Tuyệt đối không có khả năng này. Diệp Tường Phi nghi hoặc nhìn nàng, không rõ vì sao nàng lại phản ứng lớn như vậy. Lâm Duyệt cứng lại, cũng cả kinh thấy bản thân phản ứng quá nhanh, không được tự nhiên cúi thấp đầu, nói. Tôi chỉ là cảm thấy một sát thủ hẳn là sẽ không xuống tay đối với nữ nhân. Hơn nữa, cũng không có ý nghĩa gì, đúng không? Điều mà Diệp Giai không nên nhất chính là yêu tên sát thủ kia. Diệp Tường Phi lạnh lùng gầm nhẹ. Yêu rồi sao lại quên hắn là ai? Bằng không, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Lời nói của hắn tàn nhẫn khiến trong lòng Lâm Duyệt khiếp sợ. Sát thủ mà hắn đang nói chính là Mạc Lạc Nghị Phàm. Nhưng là hắn lại không biết. Nếu đã biết rồi, sẽ như thế nào? Lâm Duyệt ngơ ngác nói. Chuyện này trong đó nhất định là có ẩn tình gì khác. Diệp Tường Phi chính là cười khổ một chút, khởi động xe tiếp tục ra đi. Xe chạy bay nhanh như trốn. Lâm Duyệt thế này mới cả kinh thấy chỗ nào là cỡ nào xa lạ. Nếu lần sau lại đến, nàng tuyệt đối là không tìm được đường về. Nghĩ như vậy, nàng nghiêng đầu chầm chầm nhìn qua Diệp Tường Phi, nhếch khóe môi hỏi. Diệp Tổng, đây là nơi nào? Diệp Tường Phi liếc qua kính xe, nhìn nàng một cái. Cô vẫn là không cần biết đến thì tốt hơn. Về sau đều không cần gặp lại cô ấy. Cũng không cần nói cho cô ấy biết một vài chuyện có thể kích thích đến trí nhớ của cô ấy. Hắn cố ý lái xe chạy vòng vòng. Mục đích chính là khiến nàng mất đi khả năng nhận biết hướng đi. Khiến cho nàng rốt cuộc tìm không thấy chỗ này. Vì sao? Lâm Duyệt khó hiểu. Quên người đàn ông kia, đối Diệp Giai mà nói là một chuyện tốt. Tôi cũng không muốn cô ấy nhớ tới đoạn ký ức kia. Diệp Tường Phi nhàn nhạt nói, trong thanh âm có rõ ràng là mệnh lệnh. Có lẽ đối phương cũng rất yêu chị ấy. Lâm Duyệt dè dặt cẩn trọng nói. Diệp Tường Phi mỉa mai cười lạnh. Tình yêu của xã hội đen không thể coi là tình yêu tốt đối với phụ nữ. Nói xong, hắn không thèm nói nữa. Lâm Duyệt cũng lặng yên. Lòng cảm thấy thật đồng tình với Diệp Giai. Không chỉ có là vì bệnh của cô ấy, mà là bởi vì chị ấy cũng rất rất yêu người chồng đã thất lạc hơn 2 năm kia. Chị ấy sẽ chết sao? Ý
tứ của Diệp Tường Phi là thời gian của chị ấy đã không còn nhiều lắm. Nếu Mạc Lạc Nhị Phàm biết được, nhất định sẽ thật thương tâm đi. Hắn yêu chị ấy nhiều như vậy nha. Lâm Dược trở lại chỗ ở, liền ghé vào trên giường khóc lớn lên, khiến cho Lưu Tuyết chân tay luống cuống nhìn nàng tò mò hỏi. Duyệt Duyệt, Diệp Tổng đã ăn mất cậu sao? Làm sao khóc thương tâm như vậy? Nếu thật là như vậy, cậu hẳn là cao hứng mới đúng nha. Lâm Dược căn bản không có tâm tư cùng cô ta tán gẫu vui đùa, cầm lấy di động muốn gọi điện thoại cho Mạc Lạc Nghị Phàm, lại có chút do dự. Nàng đột nhiên phát giác, nguyên lai bản thân đã thương hắn, yêu tiểu thư tình. Nhưng là hiện tại, lại đột nhiên muốn nàng buông tha tình yêu này, nàng làm sao có thể không thương tâm chứ? Sau khi Mạc Lạc Nghị Phàm phát hiện bản thân nhận sai người, liền biến mất khỏi cuộc sống của nàng. Nhưng là, trời biết nàng có bao nhiêu không nỡ chứ? Đời này, vì sao nàng lại không thể có tình yêu chân chính của một người? Lưu Tuyết tiếp tục lắm miệng. Cậu không phải là thất tình chứ? Không nghĩ tới Lâm Dược gật đầu, nức nở ân một tiếng. Lưu Tuyết tức giận sau đó mắt trợn trắng. Thất tình cái gì nhá? Đây cũng đâu phải lần đầu tiên của cậu chứ. Nhưng mà hiện tại là mình khổ sở, so với trước kia còn khổ hơn gấp vạn. Trước kia đều là do mê luyến soái ca, sau lại đột nhiên phát hiện căn bản hắn ta không đẹp đẽ gì giống như bề ngoài, bởi vậy nên không thích nữa. Lúc này, người nàng yêu là Mạc Lạc Nghị Phàm, người đàn ông kia ưu tú tới cực điểm mà. Không phải là Diệp Tổng chứ? Nhất định là như vậy. Cậu luôn luôn đều thật không biết tự lượng sức mình yêu đương loạn lên. Lúc này càng khoa trương nha, mê đến Diệp Tổng nữa cơ đấy. Lưu Tuyết cười to, sớm đã cảm thấy quen với chuyện nàng thất tình, sau đó tàn phá tinh thần bản thân mình. Cười xong tiếp tục nói. Bất quá không nỗ lực, làm sao mà biết không được chứ? Hạnh phúc là chuyện tình cả đời, vốn không được bỏ lỡ. Thân ái, thử đi, mình sẽ chuẩn bị tinh thần chờ đợi cậu đi thử. Tuy rằng cô cũng yêu Diệp Tổng, bất quá cô là biết thân biết phận, sao không đi làm mấy việc đẹp mặt kia? Vẫn là chờ giảm béo thành công rồi nói sau. Bất quá phỏng chừng khi đó Diệp Tổng sớm là có con cháu đầy đàn nha. Lâm Dược thơ thẩn từ trên giường ngồi dậy, sờ soạn nước mắt trên mặt, nhìn nàng hỏi. Nếu là chồng của người khác thì thế nào? Nếu cậu có thể mang đến hạnh phúc cho hắn thì chuyện đó có là gì chứ? Lưu Tuyết không cho là đúng nói. Nhưng như vậy là đối xử tàn nhẫn với một người khác. Tàn nhẫn đối với Diệp Giai, nàng sao có thể làm tổn thương đến người đang thương tích đầy mình như Diệp Giai chứ? Cô gái kia có bộ dạng giống như đúc với bản thân nàng. Tình yêu nguyên bản không có hai từ công bằng. Lưu Tuyết không bỏ mất thời cơ, đem bản thân từng trải qua một đống tiểu thuyết ngôn tình, nói toàn những lời như trong kịch. Lâm Dược ngơ ngác tựa vào đầu giường, nghĩ chuyện đã xảy ra hôm nay. Hiểu rõ Diệp Giai đã ốm yếu đến không thể xuống giường, hơn nữa đã quên đi chồng mình, nàng còn có thể tiếp tục thương hắn hay sao? Mạc Lạc Nghị Phàm thì sao? Khi hắn biết vợ yêu của mình rất nhanh sẽ chết đi, nhất định sẽ thương tâm đến chết đi thôi. Nghĩ, nghĩ và nghĩ, Lâm Dược biến dần chữ nghĩ thành chữ ngủ. Dây dưa trong mộng vẫn như cũ là chuyện tình yêu hận thù phức tạp này. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Duyệt bị một trận tiếng chuông di động đánh thức. Nàng tùy tay không kiên nhẫn giơ lấy cái di động trên mặt bàn, bật nắp ra, đưa điện thoại di động đặt ở bên tai hỏi. Ai nha? Bảo bối, chào buổi sáng. Đầu dây bên kia đầu truyền đến giọng nói từ tính, trầm thấp của Mạc Lạc Nghị Phàm Cameron. Lâm Duyệt nháy mắt từ mơ hồ thanh tỉnh trở lại, theo bản năng ngồi dậy. Anh tìm tôi có việc sao? Có. Anh ở dưới lầu chờ em.
Lâm Duyệt lại là sửng sốt, đi chân trần lao ra cửa sổ, đem cái đầu tổ quạ dương ra ngoài cửa sổ, cúi xuống nhìn lại. Đúng vậy, tầng dưới cùng với một chiếc xe hào nhoáng, một người đàn ông đang cầm điện thoại tựa vào cửa xe kia chính là Mạc Lạc Nghị Phàm. Tuy rằng nàng ở tại lầu 9, có điểm nhìn không rõ lắm, nhưng nàng chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra kia là hắn. Vừa tỉnh lại liền bị cả kinh dây nhốt, thậm chí đã quên mất chuyện xảy ra tối hôm qua, đã quên sự tồn tại Diệp Giai. Trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cỗ vui mừng không hiểu, lại cắn đầu lưỡi giả bộ đang rất bình tĩnh nói. Chuyện gì? Anh nói qua điện thoại đi. Bảo bối, anh cũng có thể đi lên ôm em xuống dưới này. À, vẫn là không cần, tôi tự mình đi xuống. Lâm Duyệt cuống quýt quát vào điện thoại, chạy loạn trong phòng bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất, thay quần áo, sửa mặt. Nàng một chút cũng không dám hoài nghi đến sự gan dạ và sáng suốt của Mạc Lạc Nghị Phàm. Đừng nói ôm nàng xuống lầu, trước mặt người trên toàn thế giới, hắn còn có thể hôn nàng nha. Duyệt Duyệt, cậu dội cái gì đâu, à Mỹ muốn chết. Lưu Tuyết không kiên nhẫn kéo chăn trùm qua đầu. Nửa phút sau thấy Lâm Duyệt không đáp, như thế kéo chăn ra lại hỏi. Lâm Duyệt, cậu gấp như vậy là muốn đi đâu? Lâm Duyệt dung lượt ra sức chải một lọn tóc rối, cũng không quay đầu lại, vừa thở vừa nói. Cái tên mặt rỗ kia đuổi đến đây tìm vòng cổ, mình đi xuống gặp hắn đây. Đuổi tới dưới lầu sao? Lưu Tuyết nghi hoặc hỏi, sau khi nhìn đến Lâm Duyệt gật đầu, cũng chân không chạy dù đến bên cửa sổ, nhìn vọng xuống. Ánh mặt trời chói mắt kích thích hai mắt của cô, lấy tay che đi ra sức ngó, vẫn không thể thấy rõ được khuôn mặt của Mạc Lạc Nghị Phàm. Mình đi xuống trước đây. Lâm Duyệt hướng cô giãy tay, kéo cửa gỗ ra hướng dưới lầu chạy tới. Khi bay qua quầy thu ngân lầu 1, lại gặp phải tên chủ cho thuê nhà đang cười hiếp mắt, nhìn Lâm Duyệt nói. Duyệt, Duyệt, thế nào lại thức dậy sớm như vậy, ngủ không được sao? Đúng vậy, mơ thấy ông bị thiên lôi đánh chết, sợ tới mức không ngủ được. Lâm Duyệt lỗ mãng nói những lời này, bước nhanh ra cửa chính. Mạc Lạc Nghị Phàm nhìn đến Lâm Duyệt xuất hiện, đứng thẳng thân mình mỉm cười đi tới, ôn nhu nói. Hôm nay là cuối tuần, anh tới đón em về nhà. Lời nói của hắn khiến cả người Lâm Duyệt khiếp sợ, máu cũng đông theo đó, cứng đờ đứng ở tại chỗ. Chuyện tối hôm qua hết thảy như thủy triều dâng lên trong đầu, đánh sâu vào ý thức của nàng. Diệp Giai, cái tên này như than hồng hung hăng tạt vào lòng nàng, nhất thời đau thấu tâm can. Em làm sao vậy? Mạc Lạc Nghị Phàm nghi hoặc đánh giá sắc mặt nàng đã biến trắng xanh. Cho dù cuối tuần không muốn về nhà cùng hắn, cũng không nên phản ứng lớn như vậy chứ. Lâm Duyệt hai tròng mắt lên trời, nhìn hắn lắc đầu, từng bước lui về phía sau. Tôi không đi, nơi đó không phải là nhà của tôi. Duyệt Duyệt, nơi đó vẫn luôn là nhà của em. Mặc kệ em phủ nhận thế nào, cũng không cách nào thay đổi được sự thật này. Mạc Lạc Nghị Phàm nghiêm túc mà ôn nhu, chăm chú nhìn vào nàng. Kia, không phải là tôi, người phụ nữ kia không phải là tôi. Lâm Duyệt kích động hét lên. Phu nhân Cameron chân chính đang nằm ở một gian biệt thự kia an dưỡng thân thể. Người đó căn bản không phải là nàng. Xin anh không cần tới tìm tôi nữa. Tôi! Xôn xao một tiếng, trời đổ mưa tầm tã, đúng lúc không nhầm lẫn mà đổ xuống đầu người nào đó. Lâm Duyệt kinh hô một tiếng, bị bắt nuốt lại những lời nói trong miệng. Bất quá cái người không may mắn kia không phải là nàng, mà là Mạc Lạc Nghị Phàm đứng cách nàng xa hơn một thước. Chỉ thấy hắn thống khổ nhắm mắt lại, bọt nước có chứa xà phòng từ trên đầu hắn chảy xuống, nhỏ giọt trên quần áo, trên mặt đất. Lâm Duyệt sửng sốt, ngẩng đầu, lại nhìn thấy trên lầu chính Lưu Tuyết đang dung chậu rửa chân, cao hứng, hướng bản thân dung tay, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng cô ấy cao hứng, phấn chấn kêu gọi. Lâm Duyệt, có đủ hay không? Không đủ, ở chỗ này, bên con có một chậu. Lưu Tuyết, cậu đang làm cái gì? Lâm Duyệt hỗn hển quát, lập tức xoay người nhìn Mạc Lạc Nghị và một người ướt sũng, đứng ở tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải. Mình đang giúp cậu đuổi người nha! Lưu Tuyết vẫn dùng thanh âm hưng phấn kia mà hét chói tai. Không cần cậu đuổi!
Lâm Duyệt mau khóc, đau lòng đứng trên mặt đất, kiển mũi chân dùng góc áo lau đi bọt nước trên khuôn mặt khí xuất của Mạc Lạc Nghị Phạm. Thiếu gia. Phía sau đột nhiên vang lên thanh âm một vị nam tử, cung kính đem khăn mặt đưa đến trước mặt Mạc Lạc Nghị Phạm. Khuôn mặt anh âm trầm, cầm lấy khăn lau lung tung bọt nước trên mặt. Thực xin lỗi, tôi... Lâm Duyệt áy náy đứng ở trước mặt hắn, nhìn quần áo hắn ướt đẫm, cân nhắc một chút mới nói. Nếu không đi lên tắm một chút, nước này, không có sạch sẽ lắm. Đáng chết, nước rửa em giữ lại để làm gì? Nghị Phàm thấp giọng rủa một tiếng, trừng mắt nhìn nàng nói. Lưu lại để dội toilet. Lâm Duyệt nho nhỏ giọng nói, đúng vậy, nàng vốn là giữ lại để dùng đi toilet. Như là không nghĩ tới, Lừa Tuyết sẽ dùng nó tắm rửa cho Mạc Lạc Nghị Phàm. Quỷ thần ơi, trời biết nàng có bao nhiêu thương cảm với nam nhân trước mắt này. Nghị Phàm thấy nàng đứng bất động tại chỗ, tức giận nói. Còn đứng làm cái gì? Hắn hiện tại đều khó chịu muốn chết, đặc biệt nghĩ đến đây là nước rửa chân, dạ dày lại một phen chao đảo. Lâm Duyệt hoàng hồn nhanh chóng, hướng phía trong cửa cổng đi vào. Đến lầu chính đẩy ra cửa gỗ, Lưu Tuyết liền một mặt đắc ý nói. Thế nào, đi rồi sao, vẫn là mình... Lời nói còn ở bên miệng, Lâm Duyệt liền tức giận cũng đứng sang một bên, khiến cho cô ấy có thể nhìn rõ hoàn toàn Mạc Lạc Nghị Phạm. Miệng nháy mắt mở thành hình chữ O, kinh ngạc nhìn hắn lắp bắp nói. Cái gì tới? Cameron tiên sinh. Làm sao có thể là ngài á? Trời ạ! Nhìn hắn từ đầu đến chân ướt sũng, một chậu nước rửa chân vừa mới rồi của cô đều dội hết lên trên đầu hắn đi. Quỷ thần ơi! Ai tới? Cứu cô! Không phải tôi, thì cô cảm thấy nên là ai? Nghị Phàm trừng mắt liếc cô nàng, nghiến răng, nghiến lợi phun ra những lời này. Cô... Lưu Tuyết bị Mạc Lạc Nghị Phàm đánh cho thất điên bát đảo, vẫn không quên chỉ hướng Lâm Duyệt, thầm quán giận. Lâm Duyệt, không phải cậu nói người tới tìm cậu là cái tên mặt rỗ đến đòi dòng cổ sao? Làm sao có thể là chủ tịch Thủy Ca chứ? Sắc mặt Mạc Lạc Nghị Phàm lại lần nữa trầm xuống một tầng, nhíu mày nhìn Lâm Duyệt. Nguyên lai nàng coi mình thành cục cưng như vậy, chính là thế nào lại thành cái tên mặt rỗ khó nghe như vậy? Lâm Duyệt cắn đầu cắn lưỡi, dùng thanh âm mơ hồ không rõ nói. Anh ta chính là người tìm dòng cổ. Khẽ dò tóc cũng không dám nhìn khuôn mặt khí xuất âm trầm kia của Mạc Lạc Nghị Phàm. Anh ta chính là tên mặt rỗ. Lưu Tuyết hét lên một tiếng, đánh giá Mạc Lạc Nghị Phàm. Mặt hắn gốc nào rỗ chứ? Trời ạ, nguyên lai tên mặt rỗ là hắn. Hãy cô vẫn tưởng rằng cả mặt rỗ khẳng định là tên vừa béo vừa xấu cơ chứ. Không biết, cư nhiên lại là siêu cấp soái ca trước mắt này. Cô thật ngạc nhiên ngoài ý muốn nha. Con thỏ nhỏ trong ngực không ngoan cứ nhảy tưng tưng cả lên. Đời này đây vẫn là lần đầu tiên cô gần gũi với Mạc Lạc Nghị Phàm, Cameron như vậy. Ngay cả nằm mơ cũng không đến nha. Các người chơi đã rồi sao? Mạc Lạc Nghị Phàm nhíu mày, nhìn Lưu Tuyết một mặt háo sắc, còn Lâm Duyệt bộ mặt bất tự nhiên đứng bên cạnh. Hắn hiện tại thầm nghĩ, tắm rửa một cái cho sạch sẽ, tẩy đi mùi hôi trên người. Hai cô gái này vẫn cố tình không có động tác tiếp theo. À, Cameron tiên sinh, ngài muốn tắm rửa sao? Để cho tôi tới giúp ngài tắm đi. Lừa Tuyết hưng phấn mà xoa xoa tay nói, hoàn toàn không có cảm giác được những lời mà bản thân mình nói ra có bao nhiêu là không thích hợp. Không cần, cô chỉ cần nói cho tôi nhà tắm ở đâu là được. Thanh âm của Mạc Lạc Nghị Phàm lạnh lùng. Được, xin theo tôi tới đây. Lưu Tuyết xung phong nhận việc, dẫn Mạc Lạc Nghị Phàm hướng phòng tắm đi đến. Anh đi vào phòng tắm, giơ tay đóng lại cửa phòng. Một trận ào ào tiếng nước chảy từ trong phòng truyền đến. Lưu Tuyết kích động ngồi cũng không yên, đứng cũng không được, lúc ẩn lúc hiện ở trong phòng tắm. Từ đầu đến cuối, Lâm Duyệt cũng đều đứng ở cạnh cửa, cúi đầu nhớ về chuyện của Diệp Giai.
Nàng hẳn là nên nói cho Mạc Lạc Nghị Phàm chuyện của Diệp Giai đi. Nếu nói cho hắn, hắn nhất định sẽ đi tìm kiếm Diệp Giai. Cứ nhiên sau khi gặp gỡ Diệp Tường Phi, tiếp theo sẽ là một trận tranh đấu quyết liệt đi. Diệp Tường Phi đã nói rất rõ ràng, nếu cho hắn biết người Diệp Giai yêu là ai, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho đối phương. Nàng cũng tin tưởng Diệp Tường Phi nhất định nói được, làm được. Duyết, Duyết, tổng tài tập đoàn Thụy Ca ở bên trong tắm rửa nha. Lưu Tuyết kích động cơ hồ muốn nằm úp sấp lên cửa phòng tắm. Lâm Duyệt tức giận liếc mắt nhìn cô. Cậu có thể có chút sĩ diện hay không vậy? Đừng giống như sói xám, có được không? Lưu Tuyết gắt giọng. Người ta chỉ là vui vẻ chút thôi nha. Thật lâu sau, tiếng nước ngừng lại. Mặt Lạc Nghị Phàm chỉ quấn một cái khăn tắm của Lâm Duyệt đi ra. Lưu Tuyết nhịn xuống tiếng thét chói tai. Há hốc miệng tự như sắp chảy nước miếng, mắt không một giây rời khỏi thân hình cường tráng của hắn. Lâm Dự tuy rằng cũng rất cả kinh khi nhìn thấy Mạc Lạc Nghị Phàm bán khỏa thân, nhưng là bởi vì trong lòng có việc, căn bản không có tâm tư đi cảm phục dáng người đẹp hoàn hảo của hắn. Nghị Phàm không để ý đến ánh mắt si mê của Lưu Tuyết, bắt lấy cánh tay Lâm Duyệt đem nàng mang nhập trong lòng, ám muội nói. Bảo bối, em có nên nghĩ lại chút biện pháp hay không? Chẳng lẽ cứ để anh lõa thể đi ra ngoài sao? À, tôi đi mua quần áo cho anh. Lâm Duyệt ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, trong lòng lại là một trận đau đớn, lắp bắp nói. Không cần, bất quá anh không muốn lại nhìn thấy em ngẩn người ra. Mặt Lạc Nghị Phàm vừa dứt lời, cửa liền truyền đến tiếng đập. Lưu Tuyết chạy đi mở cửa, vị nam tử ban nãy liền đang cầm quần áo đi đến, đứng ở trước mặt, Nghị Phàm cung kính nói. Thiếu gia, đây là quần áo của ngài. Được, cậu đi xuống đi. Mặt Lạc Nghị Phàm phân phó nói, nam tử gật đầu một cái, lui ra ngoài. Anh trở lại phòng tắm, thay quần áo xong mới đi ra, vẫn như cũ kiên trì kế hoạch của chính mình. Duyệt Duyệt, chúng ta cần phải trở về. Tiểu Thư Tình một mình ở nhà. Hắn biết, chỉ cần nhắc tới Tiểu Thư Tình, Lòng Duyệt Duyệt sẽ đột nhiên chuyển xuống. Sự tình gì cũng đều nguyện ý vì Tiểu Thư Tình đi làm. Nhìn ra được, nàng thực yêu nó. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 10 Người mẹ nhị thành niên. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Duy Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.